quầy, như quầy lớn 8.000. Mà nơi đây á, là vườn ướp này thì cũng có chủ á, nhưng mà ai muốn kiếm đốt thì là kiếm. Những người không có công ăn việc làm thì nhờ cái mùa nước này, khi có vườn ướp đốt vô rồi để đi bán cho lấy cũng được kiếm thêm sống qua ngày được cái quý vị. Giờ vườn ướp có chủ hết trơn, nhưng mà ai kiếm thì kiếm, ta có la miếng đừng chặt lá người ta là được. Mà lá bây giờ là cái như là không có bán được, ít có người mua lá rồi, bây giờ là lá ế đó. Cho nên có một số đại gia qua đây người ta mua, người ta nuôi tôm nữa, mua nuôi tôm nữa. Cái khu này nó sao là dự án này vô khu du lịch nha cả nhà, dự án khu du lịch lâu rồi. Sao tôi thả cho mấy anh chim tôi tội nghiệp nó quá à. Tại biết cò con nhưng mà tại thấy tội nghiệp nó mua, còn mấy anh kia tới 70.000 con nữa. Con cò bẹp nó nhỏ vậy đó hả? Mà mấy anh bay đồng bọn với nhau bị lâm nạn mà còn cắn với nhau nữa nè. Không biết gì chứ. Đồng bọn nhau yêu thương lẫn nhau. Đã bị lâm nạn rồi chị cứu. Chị không có làm gì đừng có mổ nữa. Bây giờ nè, quy y cho mấy em luôn nè. Đúng rồi, con quắc đâu tiêu rồi. Quắc ai nghe chị quy y quắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thần Thần Đại Thần Chư Quan Cự Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm ứng chứng minh. Hôm nay là quy y cho mấy con cò và một con quắc. Rồi những con nào lỡ đó mắt thì cũng hướng về linh hồn, hướng về công đức niệm Phật để về hồi hướng. Trước nhất là mấy em quy y vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng để khỏi đọa vào súc sanh địa ngục, dù có mắt đi cũng kiếp sau tiến hóa làm người, tiến hóa làm tiên làm Phật. Biết chỉ một kiếp tây phương hồi hướng mà đầu dứt cục luân hồi nha. Cho nên là mấy em hãy tĩnh tâm niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hồi hướng công đức này cho mấy em. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vang vang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đem cho mình chấp tiếp về thôi nè, mày hung lắm nè, mày mổ người ta hoài. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Mấy em quy y Phật Pháp Tăng để lo niệm Phật, để mãn kiếp hồng trần sanh lập quốc. Dù thầy có dạy, dù tiên phàm ma quỷ xuất sinh, cứ nhất tâm tính nguyện hùng hành được của cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng, góp mây đồ với cuộc luân hồi. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật.